Chương trình Bạn Nhà Nông xin gửi lời chào thân ái đến bà con nông dân và quý khán giả. Chương trình hôm nay do Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang phối hợp với Tập đoàn An Nông thực hiện. Thưa bà con, trong chương trình Bạn Nhà Nông kỳ trước thì chúng ta cũng đã thảo luận để tìm ra giải pháp chăm sóc cây lúa đẻ nhánh như thế nào để cây lúa đẻ nhánh tốt làm nền tảng thuận lợi để bước vào giai đoạn đón đồng. Nhân nói đến giai đoạn lúa đón đồng thì Kim Nữ cũng đã từng đọc một cái tài liệu khoa học như thế này. Lúa đón đồng là giai đoạn cực trọng, là lúc mà cây lúa chuyển từ quá trình sinh trưởng sang quá trình sinh sản, cho nên là lúc này cây lúa cần phải hoàn thiện các bộ phận, đặc biệt là lúc này cây lúa cũng cần rất nhiều dinh dưỡng để chuẩn bị tốt cho cái giai đoạn nuôi đồng đồng. Tuy nhiên, như bà con cũng đã biết rồi đó, nếu mà cây lúa thừa dinh dưỡng ở giai đoạn này thì cũng dễ phát sinh ra dịch hại, sâu bệnh, cho nên là chắc chắn bà con sẽ rất là vất vả trong việc ứng phó. Vậy thì bà con ứng phó như thế nào để đạt được hiệu quả cao? Mời bà con cùng tìm hiểu trong chương trình Bạn Nhà Nông hôm nay. Bà con có thể giao lưu với chương trình bằng cách gửi những câu hỏi hay là những thắc mắc của bà con có liên quan đến chủ đề quản lý dịch hại trên lúa làm đồng về cho chúng tôi, sẽ được quý diễn giả của chương trình trả lời ngay trong chương trình hôm nay. Còn bây giờ thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các quý diễn giả sẽ tham gia chương trình hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Hồ Văn Chiến, chuyên gia bảo vệ thực vật. Xin trân trọng giới thiệu thạc sĩ Võ Văn Men, chi cục trưởng chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Tiền Giang. Đặc biệt là xin trân trọng giới thiệu doanh nhân nghệ sĩ Bích Thủy, tổng giám đốc tập đoàn An Nông. Lời đầu tiên thì chương trình xin cảm ơn quý diễn giả nhận lời đến tham gia chương trình và xin cảm ơn tập đoàn An Nông đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Thưa bà con, bây giờ thì chúng ta cùng đi vào chương trình nội dung chính của chương trình hôm nay. Trước tiên thì xin trao đổi với tiến sĩ Hồ Văn Chiến. Thưa tiến sĩ, hiện nay thì lúa mà bà con ở đồng bằng sông Cửu Long mà xuống giống ở đợt 1 á, thì chuẩn bị bước vào giai đoạn làm đồng đồng. Vậy thì xin hỏi trong cái bối cảnh mà thời tiết trong những ngày qua, ngày thì nắng, đêm thì lạnh, thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cây lúa? Đặc biệt là bà con ở giai đoạn này có thể bón thêm phân không ạ? Mời tiến sĩ. Cảm ơn Kim Nữ. Kính thưa bà con nông dân, thì chúng ta biết cái vụ đông xuân là có cái nhiệt độ lạnh, nhưng mà theo tôi thì theo dõi từ đầu vụ đông xuân tới giờ này thì cái nhiệt độ nó chưa có lạnh mà con, nó có hơi gọi là buổi sáng sớm nó hơi hơi thôi, nhưng mà về ban đêm thì nó không có lạnh. Thành ra chúng ta sợ là gì không? Thường thường bà con mình biết cái điều kiện mà cái nhiệt độ lạnh là cây lúa nó ăn phân rất là yếu. Cái thứ hai nữa là cái bà con mình bón cái đồng thì phải can cho nó đúng, nếu mà mình bón nó trễ quá là cây lúa nó làm đồng rồi. Thì lúc đó nó phân quá đồng, nó quyết định cái số hạt trên bông. Thành ra chúng ta thấy là bón trễ là nó không tốt, tức là cái đồng đồng nó đã quyết định cái số hạt trên bông rồi thì chúng ta thấy là cái năng suất nó sẽ thấp. Thành ra mình bón đón đồng phải cho nó đúng lúc. Còn cái nghiên cứu của ERI đó bà con, thì chúng ta thấy là cái đạm, lân và cái lưu huỳnh ở cái giai đoạn lúa mà đẻ nhánh đó, thì nó cao. Nhưng mà sau đó chúng ta thấy là cái kali rồi cái silic nó lại cao. Thành ra chúng ta thấy nó hơi ngược lại cái giai đoạn phát triển của cây lúa. Do vậy mà chúng ta thấy ở cái giai đoạn sau là rất cần kali. Silic thì nó dồn lên nhiều đó, nó nuôi trong cái lá. Và chúng ta cần cái kali và cái silic. Như vậy cái kali như tôi cũng thường nói, tức là cái kali mà chúng ta bón cái kali ở cái giai đoạn đồng nó nhiều quá, nó thừa kali là sao? Nó sẽ là huy động cái đạm từ đất, tức là qua cái KNO3 đó, tức là kali từ đất. Thành ra chúng ta thấy là nó sẽ bị nhiễm cái bệnh cháy bìa lá rất là nhiều. Do vậy mà khuyên bà con là không bón thừa kali, mà chúng ta phun cái kali qua lá ở cái giai đoạn đầu đồng á. Thì cái lúc này là cái kali nó có sẵn ở trong lá, nó không có huy động cái đạm và cái kali từ đất. Do vậy mà chúng ta thấy rằng nó có cái huy động cái kali từ ở trên cái thân không à, còn cái đạm thì nó huy động từ đất. Do vậy mà chúng ta thấy cái bệnh cháy bìa lá nó sẽ đỡ hơn. Và cũng theo cái thời tiết thì năm nay như tôi nhắc lại, tức là tới giờ phút này là chúng ta thấy là cái thời tiết nó không có lạnh. Thành ra chúng ta không có sợ. Đặc biệt nhất là những cái vụ mà đông xuân mà nó lạnh đó bà con, thì tôi thường thường khuyên cáo bà con làm sao cố gắng là bón cái đồng hơi sớm một chút và
bón gọi là nó hơi nhiều chút xíu. Tại vì khi mà nó cái giai đoạn lạnh mà nó kéo dài đó là lúc mà cái lúa trổ thì nó sẽ thiếu cái phân ở giai đoạn sau. Do vậy mà cái chúng ta thấy là cái lép rất nhiều. Thành ra bà con phải theo dõi cái nhiệt độ lạnh để chúng ta bón cho nó đúng lúc. Dạ, xin cảm ơn bà con. Xin cảm ơn những thông tin đầu tiên của tiến sĩ Hồ Văn Chiến. Thưa bà con, như tiến sĩ Hồ Văn Chiến cũng đã thông tin và ở phần đầu chương trình thì chúng tôi cũng đã thông tin. Thì ở giai đoạn này cây lúa rất là cần dinh dưỡng. Nhưng mà nếu mà bà con bón dinh dưỡng thừa thì cũng dễ phát sinh sâu hại dịch bệnh tấn công cây lúa. Cụ thể như tiến sĩ Chiến nói đó, khi mà thừa kali sẽ rất dễ dẫn đến bệnh cháy bìa lá. Vậy thì thưa thạc sĩ Võ Văn Men, nếu mà cây lúa bị cháy bìa lá đó thì bà con xử lý như thế nào? Đặc biệt là nhiều bà con hỏi là bệnh cháy bìa lá và bệnh vàng lá thì bà con có thể phun một loại thuốc được hay không ạ? Cảm ơn Phương Nữ, Kim Nữ. Kính chào bà con nông dân. Thì qua cái câu hỏi của cái vấn đề đặt ra của Kim Nữ thì tôi cũng xin trao đổi với bà con như thế này. Thì phải nói là trong cây lúa thì rất là nhiều cái loại bệnh, sâu bệnh. Và trong đó các loại bệnh thì trong đó có mấy cái loại bệnh mà nó khá phổ biến hàng năm, hàng vụ. Và đặc biệt là tùy theo cái mùa vụ mà nó có một cái loại bệnh nó thích hợp. Ví dụ tôi nói là cái bệnh đạo ôn, rồi bệnh cháy bìa lá. Thì như chúng ta biết thì bệnh cháy bìa lá này thì nếu chúng ta không can thiệp phòng ngừa kịp thời thì nó sẽ ảnh hưởng đến năng suất rất lớn. Bởi vì cái cháy bìa lá này là nó là do vi khuẩn. Và cái điều kiện thích hợp của nó là thường hay ở cái vụ hè thu và vụ thu đông. Bởi vì cái vụ này thì nó rất thích hợp là gì? Một là nhiệt độ nó ẩm độ rất cao và nhiệt độ nó cũng tương đối từ 28 đến 30 độ C, đây là điều kiện rất là thích hợp. Còn riêng về cái vụ đông xuân thì cái bệnh cháy bìa lá này tuy mặc dầu có nhưng nó cũng ít hơn so với hai cái vụ này. Mà đặc biệt là những cái vụ nào mà trong cái thời kỳ mà mưa bão nhiều đó thì nó làm xây xát cái lá lúa, thành ra cái con vi khuẩn này nó xâm nhập vô rất dễ. Cho nên cái đó là vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái chế độ mà canh tác, là một là chúng ta bón phân nó không cân đối mà đặc biệt là dư đạm. Cái nữa là chúng ta thấy rằng là xạ dày thì đây là những cái điều kiện mà để cho cái bệnh cháy bìa lá nó phát triển mạnh. Thì qua đó thì tôi thấy rằng cái điều kiện mà để nó mà phát sinh phát triển mạnh đó, thì một là nhiệt độ, như hai nữa là mùa vụ là nó quyết định. Nhưng nếu mà ở trong cái khoảng thời gian mà trong cái mùa vụ đông xuân này, nếu như bà con mà gãy phân gãy gác, cái thứ hai nữa là ở cái giai đoạn 2 đó chúng ta bón để mà rước đồng giai đoạn 2 để nhánh chứ. Nếu mà chúng ta bón nhiều ở giai đoạn này dư đạm thì đặc biệt là giai đoạn 3. Giai đoạn 3 là chúng ta bón để nuôi đồng á, thì nếu mà chúng ta bón dư đạm ở đợt này thì chắc chắn rằng cái bệnh, nếu như có mầm bệnh trên đồng ruộng thì nó sẽ xuất hiện rất mạnh. Thì qua đó chúng tôi có khuyến cáo bà con nông dân có mấy vấn đề để phòng ngừa được cái bệnh cháy bìa lá này. Thì cái thứ nhất là một là gieo xạ thưa, hay là chọn các giống lúa. Thì hiện nay trên thị trường thì cũng có rất nhiều cái giống mà có khả năng nó kháng được ít một cái bệnh này. Nhưng trong đó đặc biệt là bà con là chú ý là cái giống lúa Jasmine thì đây là một cái giống lúa rất là mẫn cảm với cái bệnh cháy bìa lá. Và đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba nữa là bón phân. Bón phân thì chúng ta phải bón cân đối giữa đạm lân và kali. Mà đặc biệt là giai đoạn 3 đó, chúng ta bón nuôi đồng thì không để là bón dư đạm, mà chúng ta bón theo cái màu lá lúa thì chúng ta bón. Cái nữa là chúng ta phải trước khi mà thí dụ như cái vụ trước mà nó có bị cái bệnh cháy bìa lá thì cái vụ kế là chúng ta phải xử lý đất cho nó thiệt là kỹ. Đặc biệt là chúng ta cày ẩy rồi xử lý vôi cho nó tốt để mà hạn chế được cái bệnh này. Và cái cuối cùng nữa, các cái biện pháp mà chúng ta phòng ngừa mà nó không có hiệu quả đó, nó còn phát triển thì chúng ta tiếp tục là sử dụng cái thuốc hóa học. Thì chắc có lẽ là cái thuốc hóa học này thì hồi nữa sẽ Bích Thủy sẽ nói thêm. Công ty thì có rất nhiều các thuốc ở trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều các loại thuốc để trị bệnh cháy bìa lá này. Thì đó là một số thông tin xin trao đổi bà con và chúc bà con thành công và xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn thạc sĩ Võ Văn Men. Vậy thì cùng với cái kỹ thuật canh tác thì khi mà chúng ta xử lý bệnh cháy bìa lá thì cũng cần phải sử dụng thuốc nếu mà đến giai đoạn
Mời chị hãy thông tin thêm về thuốc của Anong. Như chúng ta thấy là ở giai đoạn mà đồng trổ đó, là lúc đó chúng ta phải tăng cường cái phân bón và cây cũng là tập trung nhiều cái dinh dưỡng nuôi đồng, nên là rất là nhiều cái dịch hại tấn công. Thì cái bệnh trái vì lá hay còn gọi là bệnh bạc lá do vi khuẩn Pseudomonas gây ra. Bà con chúng ta thấy là thầy Men vừa nói rằng là chúng ta không nên xạ dày, không nên là bón phân thừa đạm, và bị cái thời tiết cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Và trong câu hỏi của em Kim Nữ hồi nãy hỏi, thì Men có nói rằng là bệnh trái vì lá và vàng lá có sử dụng chung một loại thuốc hay không? Thì chung một loại thuốc thì quý thủy thấy rằng là nó cũng hơi có một cái gì đó nó chưa có đúng đâu. Bởi vì là trái vì lá thì là Pseudomonas là khuẩn, còn vàng lá là nấm. Nhưng mà tập đoàn Nông thì có một cái loại thuốc nó gồm 2-3 cái hỗn hợp lại để có thể vừa trị được nấm vừa trị được khuẩn, đó là sản phẩm Bikin. Cái Bikin thì nó có bismethiozone nè, sunfua nè và phenosanin cộng lại với nhau. Còn nếu như chúng ta mà chỉ bị trái vì lá không á, thì chúng ta dùng siêu khuẩn. Còn nếu như bị nấm không á, mà thường trong giai đoạn cuối là chúng ta thấy là thường hay là khuyến cáo là lem lép hạt nè, rồi dạng lá nè, rồi đậu ôm đó, nhiều thứ bệnh cộng lại thì chúng ta có thể sử dụng là cái tiêm Etilizumab, đó là difenconazole và robiconazole đó, thì trị rất nhiều loại nấm bệnh. Nhưng nếu mà có bạc lá thì vẫn phải cộng thêm cái siêu khuẩn vào. Có một loại thuốc rất là tốt mà với Thủy không có khuyến khích sử dụng, bây giờ nó hơi mắc tiền. Nhưng nếu như cùng một lúc mà nó bị á thì chúng ta nên sử dụng đi, chứ nếu không lần xịt đậu ôm, rồi lần xịt lem lép, rồi lần xịt vàng lá nó cộng lại, nhiều khi nó còn tốn hơn. Đó là Mifratop, nó là difenconazole cộng với lại azoxystrobin, rất là tốt. Nhưng mà cái giai đoạn mà đón đồng này, như hồi nãy thầy nói đó, cái giai đoạn mà mình đón đồng đúng á, mình nên sử dụng thêm cái cứng cây, vì trong đó nó có thành phần là kali nè, cũng là rất là cần ở giai đoạn này ha. Canxi thì cần cho cây mình nó cứng chắc, rồi silic nữa, và chitosan nữa, thì chitosan nó kích cái hệ kháng thể trong cây. Thì giai đoạn này chúng ta sử dụng cái này, nó là tới là 4 cái chức năng, mà nó cũng rẻ lắm, không có mắc. 1 hecta mà xài chừng 1 lít 2 lít thôi, 1 lít cũng không có nhiều tiền, nhưng mà cái chất lượng nó rất là cao. Bởi vì là khi mà cái sự có mặt của silic và canxi thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ làm cái tế bào mình, nó tế bào của cái cây nó khỏe chắc. Thì một trong những cái mà ở giai đoạn cuối mà trời thời tiết mà thất thường mưa bão đấy nha, mà nó ngã rạp xuống đó, thì mất năng suất rất là nhiều. Do đó mà cũng không thu hoạch được bằng máy. Mà khi mà cái lúa mình càng cho nó nhiều bông, nhiều hạt thì nó càng dễ ngã đó. Mà nó ngã rồi thì thôi, những cái công sức của mình nó cũng bị bị giống như đem sông, đem đổ sông đổ biển. Nên bà con lưu ý nha, thuốc khuẩn và thuốc nấm chúng ta khác nhau. Khuẩn thì Bích Thủy đề nghị là xài siêu khuẩn, nấm thì đề nghị là tin Italy Super hoặc là cái sản phẩm Mifratop. Còn nếu mà muốn hỗn hợp lại đó thì chúng ta xài cái Bikin ạ. Xin cảm ơn. Tiếp theo hồi nãy cái câu của Kim Nữ nói nãy tôi cũng quên nhiều vàng lá không? Trái bì lá. Trái bì lá với vàng lá thì nói chung là vậy nè. Cái cây lúa thì ở giai đoạn đẻ nhánh cũng vậy, và giai đoạn tới giai đoạn lầm đồng, rồi giai đoạn mạ cũng vậy. Cái cây lúa chúng ta thấy cái hiện tượng vàng lá thì nó có nhiều nguyên nhân lắm. Nó nhiều nguyên nhân, vàng lá do bệnh, vàng lá do nấm, rồi vàng lá do vi khuẩn, rồi vàng lá là do ngộ độc, rồi vàng lá do thiếu dinh dưỡng. Cho nên tùy theo cái giai đoạn và cái hiện tượng vàng lá mà chúng ta xác định. Thí dụ như bà ngộ độc hữu cơ, nó cũng là gây cho vàng lá rồi lùng cây xuống. Thì chúng ta sẽ nhổ rễ lên để chúng ta xác định. Vàng lá là do thiếu dinh dưỡng thì chúng ta thấy là nó vàng điều, và cái vàng lá do cái bệnh mà gọi là vàng lá chín sớm. Thì vàng lá chín sớm trước năm 2000 thì chúng ta thấy rất nhiều, nhưng sau một khoảng thời gian nó bắt đi. Nhưng mà năm mấy năm nay thì cái bệnh vàng lá chín sớm này bắt đầu nó xuất hiện rồi. Thì chắc có lẽ bệnh vàng lá chín sớm này thì bà con cũng biết rồi. Thì cái mà đặc biệt là nó xuất hiện ở giai đoạn mà lúa làm đồng đổ. Nếu như giai đoạn này mà cái bệnh mà vàng lá chín sớm mà nó xuất hiện thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn. Mà đặc biệt là lúa đang đổ. Còn sau khi mà lúa đổ rồi thì cái bệnh vàng lá chính sớm này nó có xuất hiện thì nó cũng ảnh hưởng rất ít.
Nhưng mà đặc biệt là trong giai đoạn lúa đổ, bởi vì cái vàng lá này nó làm cho cái lá nó cháy hết, nó không quang hợp được. Mà trong cái giai đoạn này thì rất cần cái lá để mà nuôi nó vận chuyển cái tinh bột về để mà làm cho bông lúa. Cho nên cái đó thì tùy theo cái vàng lá. Còn vàng lá này thì tùy theo mà chúng ta có cái xác định để mà chúng ta sử dụng cái thuốc cho nó hợp phù hợp. Còn hiện nay thì như Bích Thủy nói là trên thị trường cũng như là công ty của An Đông cũng như là các cái công ty khác thị trường hiện nay trên thị trường rất là nhiều cái loại thuốc mà chúng ta đã pha lẫn lợi là một là trị nấm và trị vi khuẩn. Thì hai cái này nếu như chúng ta đã pha đã được bào chế rồi thì chúng ta cùng một khuôn một lần điều diệt được vừa nấm vừa vi khuẩn thì nó rất là có lợi. Bởi vì hiện nay cái công lao động thì nó cũng phải nói là rất là khó kiếm. Khó làm. Với hai nữa là cái cây lúa rất là khó tìm. Cái thứ hai nữa là cây lúa song song đó cùng một lúc nó có vừa là nấm vừa là vi khuẩn chứ không phải là nấm không. Cho nên tùy theo cái mà chúng ta sử dụng cho nó phù hợp. Xin hết. Rõ ràng là ở giai đoạn mà lúa chuẩn bị làm đồng thì cái bộ lá rất là quan trọng. Như thạc sĩ Men vừa thông tin thì lá lúa ở giai đoạn này vẫn vai trò là dẫn tinh bột để cho cây lúa làm đồng và trổ bông, cho nên là bà con cần quan tâm. Trong khi đó thì có rất nhiều cái nguyên nhân dẫn đến bệnh vàng lá, nhưng mà theo Tổng Giám đốc Bích Thủy thì bà con cũng dễ dàng xử lý thôi. Xử lý là vàng lá do nấm hay là vàng lá do khuẩn thì Tập đoàn An Nông đều cũng có giải pháp cho bà con, như là loại thuốc Bikin mà Tổng Giám đốc Bích Thủy vừa giới thiệu đến bà con. Nhưng mà có một loại bệnh này không phải là do chúng ta bón thừa phân hay là chúng ta bón thừa những cái chất như là đạm, như là cái bệnh vàng lá như thạc sĩ Men vừa trao đổi, mà cái bệnh này là phần lớn phụ thuộc vào thời tiết, đó là bệnh đạo ôn lá. Tiếp theo chương trình thì mời Tổng Giám đốc Bích Thủy hướng dẫn cho bà con những cái giải pháp ứng phó như thế nào để đạt được hiệu quả cao, bởi vì giai đoạn này là giai đoạn rất quan trọng. Đúng rồi, Bích Thủy thấy rằng là trên cái trà lúa nào ít nhiều thì cũng đều bị cái bệnh đạo ôn này đó. Nên là trong cái một cái tiểu phẩm kia đó, anh Khánh Tuấn anh nói cái bệnh này nó là chú ôn. nó quậy phá ôn. Quá mà. Thành ra là tôi nhớ hoài cái câu này. Và chúng ta thấy là đạo ôn lá và đạo ôn của bông nó cùng một loại tác nhân nấm bệnh gây ra. Và trên lá thì bệnh xuất hiện những cái vết nhỏ râm thâm kim rồi lan từ ra. Thì chúng ta thấy cái bệnh này thì chúng ta thường là không có kêu xịt phòng, mà chúng ta sẽ đi thăm đồng thường xuyên. Và khi thăm đồng thường xuyên ta thấy những lớp thâm kim là bắt đầu chúng ta về sử dụng thuốc là được ha. Nhưng mà ở giai đoạn làm đồng thì bắt buộc chúng ta nên, chúng ta nên phun. Nên phun phòng, bởi vì nếu như chỉ cần một vết thâm kim ở cái cổ bông thì các bạn thấy rằng là cái diện tích lá thì nó to ha, và nó cũng cái bộ phận nó cũng khá là không có quan trọng bằng cái cổ bông ha. Không có lá này thì có lá khác, nhưng mà cổ bông thì nó rất là quan trọng. Chỉ cần một vết thâm kim thôi là nó sẽ cắt đứt cái đường vận chuyển dinh dưỡng lên. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là hậu quả nó rất là lớn. Do đó là Bích Thủy khuyên là chúng ta nên xịt phòng. Và ở đây là tình huống đạo ôn bộc phát thành dịch thì chúng ta nên sử dụng những cái loại thuốc mà chuyên dùng cho đạo ôn. Thí dụ như trước đây chúng ta sử dụng triclazon hàm lượng 75% á, thì cái đó nó cũng phổ biến lắm. Thì Bích Thủy cũng không phải là nói các bạn là không sử dụng, nhưng mà bây giờ thì nó có nhiều cái loại thuốc hay hơn. Thí dụ như là phối giữa triclazon cộng với sunfua thì nó làm khô mặt bệnh nhanh và triclazon nó xử lý. Còn bây giờ có một cái loại thuốc tên là Bikin Super của tập đoàn Nông, sau khi mà nghiên cứu thì xịt thử nghiệm thì thấy rằng là ngoài cái triclazon ra rồi sunfua ra là nó đã phối hợp với nhau rất là tốt rồi, thì sự có mặt của phenosanin là một cái chất mà nó có cả hai cái công dụng của GC và sunfua nữa, thì nó phối hợp với nhau, thì ba hỗn hợp này sẽ giúp cho chúng ta ngăn chặn thật là nhanh cái bệnh đạo ôn trên cổ bông, thì Bích Thủy nghĩ là hiệu quả cao. Xin cảm ơn. Cảm ơn Tổng Giám đốc Bích Thủy. Thưa bà con, nếu như là bệnh đạo ôn lá hay là bệnh đạo ôn cổ bông như chị Bích Thủy vừa chia sẻ thì chỉ xuất hiện ở giai đoạn là cây lúa làm đồng trổ. Nhưng mà đối với rầy nâu thì rầy nâu xuất hiện từ lúc là cây lúa nhỏ, rồi thậm chí là đến giai đoạn đồng trổ này. Mặc dù bà con không sợ là rầy nâu truyền bệnh vàng lùn và lòng sáng lá nữa, nhưng mà nếu mà mật số rầy nâu ở giai đoạn này cao thì nó cũng có thể là gây ra tình trạng là cây lúa cháy rồi, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến năng suất của bà con. Vậy thì giải pháp nào để có thể quản lý rầy nâu ở giai đoạn lúa đẻ nhánh làm đồng này?
thì mời bà con tham khảo tiểu phẩm ngắn sau đây. Tại bữa đây mà ta đâu rồi ta? Miếng này đi đâu rồi ta? Miếng này thiệt là đi đâu rồi ta? Chưa thấy về nữa thiệt. Anh Đen ơi. Gì vậy đâu ạ? Em đi chợ mới về. Đi chợ mới về hả? Trời ơi, mà chợ xã cách đây chưa đầy cây số, mày đi giờ này mày mới về. Nãy em đi qua bên chỗ má Năm á, em lấy mấy cái bài hát để tập cho hội nghị xã mình nè. Trời để ơi, em hát đúng. Anh nghe nha. Sâu rầy ơi sâu rầy phá hoại. Giờ này còn hát hò gì nữa. Ruộng á, đúng không, hai mấy ngày nắng nóng, cây đã èo uột rồi. Mà bây giờ tao còn thấy rầy nữa. Nó mà nó chích vô một cái á, là ruộng nó thành rơm á. Lúc đó nó cho mày hát ở đó mà hát. Đó là chưa kể nha, tao để tiền tao cất ở nhà, tính lấy tiền đi mua thuốc, trả tiền thuốc cho người ta. Mà bây giờ tiền đâu rồi, không thấy gì chứ vậy? Em đâu có cất tiền nhà đâu mà anh kiếm. Trời, tiền cất nhà mà cất đâu? Đây nè, anh thấy cái gì chưa, sổ tiết kiệm. Vụ rồi á, mình bán lúa là được lời cả 100 triệu. Em cất tiền vô sổ tiết kiệm, để tiền lời đi chợ, thì vốn còn nguyên. Trời đất ơi, con nhỏ này thiệt tình, bó tay với mày luôn. Mày á, gửi hết tiết kiệm, vậy bây giờ tiền đâu mà mua thuốc? Không khéo ơi, muốn sổ tiết kiệm đó nha. Mày khóc tiếng miên đi nha. Vì này nó phá hết cái ruộng nhà mình cho biết. Anh khéo lo quá. Để đúng em đó. Em rủ má Năm á, đặt thuốc trị đầy nâu của tập đoàn ăn nông. Mình mua nhiều, mình đặt hàng nhiều. Thì mình vừa mua giá gốc nè, vừa bảo đảm được thuốc nè, rồi vừa được nợ 30 ngày. Nhưng mà cái này mới nè, em phát hiện là siêu chết. Việc này tuyệt vời luôn anh Đen. Tao nhớ nha, cô chính kỹ sư cô có nói trên truyền hình đó là khuyến khích nông dân mình liên kết với nhau sản xuất cánh đồng lớn, đúng không, rồi mua vật tư nông nghiệp chung với nhau thì công ty An Nông sẽ ưu đãi luôn á. Ê đúng không mày? Còn chưa nói nghe, còn ưu đãi nhiều nữa, thời gian thanh toán, cho nên á tiền mình để tới ngân hàng đi, đúng không, mình lấy tiền lời rồi mình thiếu công ty mình trả từ từ. Trời ơi, thấy không, mày thấy tao thông minh chưa? Thôi, nhưng mày giờ gì nè, anh đang cho em biết đó là mỗi tháng mình cần mua những thuốc gì, trả tiền công ty làm sao, nói đi để em ghi vô. Bây giờ mua siêu chết diệt rầy nè, đúng không, mua cứng cây nè để cho lúa không có bị ngã rạp khi thời tiết bất lợi đó, đúng không, mua cái gì cho nó vàng sát chắc hạt đó, mình nhớ không, mua 2-3 loại chắc tầm chừng 10 triệu là xài cả vụ được rồi. Má thì là má. Ủa, thích má? Má thì má thích cứu chết con. Gì cứu chết má? Má thích cứu chết hơn. Còn cứng cây thì con mua như cũ đi, mua thêm cho má 20 bao Genki nữa, má bón cho bưởi. Ủa má, hồi nãy á con thấy má mua cứng cây, giờ mua thêm cút chết rồi mua thêm Genki nữa hả má? Đúng rồi, bà quên. Nên là má mới chạy qua liền nè, để con đặt hàng cho công ty. Ăn nông giao hàng một lượt, quá đơn giá trị cao thì thưởng sẽ nhiều hơn. Ồ, Genki, có phải là Genki là phân bón hữu cơ nhập khẩu từ Hàn Quốc của tập đoàn nông á? Đúng rồi. Hà là C là phân bón tốt. Hai bón Hà cà xê hứa hẹn vụ lúa bội thu, trái cây ngon hay rau sạch lá bán tăng giá nè. Hà cà xê đến từ Nhật nha, An Nông vẫn phân qua mọi nơi. Hà cà xê là phân bón hữu cơ. Hay Genki gì cũng được, hiện nay Genki ở tập đoàn nông á hết rồi, bây giờ đang là hàng về là HKC nha. Rồi bây giờ chính nói nè, hồi nãy á chính thấy là Bình thì muốn lấy siêu chết, má Năm thì muốn lấy quýt chết, thì nói chung á siêu chết là rầy chết như rạ, còn quýt chết là rầy chết trong nháy mắt. Cô chính mới tới hen nghe mà má nghe tiến sĩ Hồ Chiến nói là rầy nâu rất là dễ kháng thuốc. Mình phải luân phiên thay đổi thuốc rồi xài theo nguyên tắc 4 đúng thì phun rầy mới chết. Đúng. Nhưng mà Chính ơi, con thấy trên truyền hình á cô Chính nói là siêu chết nó có 3 hoạt chất, đúng, còn quýt chết thì nó chỉ có 2 hoạt chất à. À vậy đơn giản nè. Có nghĩa là siêu chết á gồm có là nitemiram, bimetoxin và diclohydrin. Thì nitemiram với bimetoxin là diệt rầy, còn diclohydrin là nó ung đứng rầy. Còn quýt chết chỉ có 2 chất thôi, nhưng mà nitemiram nó nhiều để nó đủ ngưỡng diệt rầy, còn đi lubenzurong nó vẫn giữ vai trò là ung trứng, nên cái nào cũng tốt hết trơn á, mà đổi qua đổi lại cho nó đỡ kháng đó mà. Vậy má, bây giờ là con đặt siêu chết nha.
Còn má là má đặt gút chết đúng không? Vậy con chốt đơn nha má. Vậy nha. Chốt đơn rồi. Má thích gút chết lắm. Con biết sao? Vì á má nghe Bích Phượng hát ở trên đài đó. Bích Phượng hát là bài siêu chết đó má. Siêu chết là gút chết. Siêu chết. Trời ơi. Vậy thôi kệ đi. Để ta. Thường xuyên ta phải đi thăm đồng, tin rằng siêu chết thật là hay, ai nấy cũng đều khen. Tập đoàn An Nông đã làm ra thuốc tốt như rầy, dùng ngay siêu chết giúp cho rầy nâu tiêu hết. Ta nhớ phun đúng liều nhẹ để cây trồng nặng trái bông đầy. Trời ơi! Má nằm mát hay ghê gì đó. Nhưng hơi bị cao chút xíu nhờ má, sao? Bây giờ mình đi đi, mình qua tập đoàn nông đi, giờ này cũng phải 3 giờ rồi. Để chút xíu người ta hết giờ. Ấy, năm để đem thêm tiền rồi đây. Chính quên nữa rồi. Gì nữa? Mình trước khi đi là mình phải có một cái khẩu hiệu mà chính quên mất tiêu giờ. À, nhớ rồi. An Nông chung sức cùng nhà nông. Thưa bà con vừa xem xong tiểu phẩm ngắn nói về rầy nâu và thuốc siêu chết của tập đoàn An Nông trong việc mà quản lý cũng như là phòng trừ rầy nâu. Thưa bà con, đối với một số loại dịch hại như là cỏ dại thì ở đầu vụ, hay là như hồi nãy Tổng Giám đốc Bích Thủy có nói về đạo ôm lá thì ở giai đoạn làm đồng và rổ. Nhưng mà đối với rầy nâu thì rầy nâu xuất hiện suốt cả vụ mùa luôn. Từ lúc mà mới xạ thì nhà nước cũng khuyến cáo bà con là xạ né rầy. Rồi đến lúc giai đoạn này, giai đoạn làm đồng trổ thì các nhà khoa học cũng khuyến cáo bà con là cần quan tâm quản lý tốt để thôi rầy nâu là làm cháy rầy, ảnh hưởng đến năng suất lúa sau này. Cho nên là qua tiểu phẩm đó thì chúng tôi hy vọng là bà con sẽ tìm được một giải pháp thích hợp để quản lý rầy nâu hiệu quả. Còn bây giờ trở lại với diễn giả của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin hỏi tiến sĩ Hồ Văn Chiến. Thưa tiến sĩ, mặc dù ở vụ đông xuân này thì cái bệnh mà muỗi hành nó không có gây gắt như ở vụ hè thu, nhưng mà bà con cũng rất sợ, bởi vì nếu mà bị muỗi hành thì coi như là cây lúa không có thể nào trổ được nữa. Mời tiến sĩ hãy hướng dẫn bà con cái giải pháp phòng trừ ạ. Dạ, kính thưa bà con, thì chúng ta biết cái con muỗi hành nó lâu rồi, từ 2012 tới giờ. Và cái con muỗi hành chúng ta biết là cái gieo xạ không đồng loạt, đặc biệt nhất là cái đông xuân hoặc là xuân hè đó. Tức là cái mùa vụ mà nó hơi muộn chút xíu là muỗi hành nó tập trung dữ lắm. Còn có nhiều người hỏi chứ tại sao mà cái con rầy nâu thì nó di trú mà con muỗi hành thì mình không thấy nó di trú, và nó sống ở đâu mà mình không thấy di trú mà nó tới. Thì bà con biết, tức là con muỗi hành này qua cái khảo nghiệm của Trung tâm Bảo vệ Phía Nam, nó sống ở trên cây lúa quang, tức là ở trong cái điều kiện mà lúa quang đó, bà con thấy nước nổi cỡ nào cây lúa quang vẫn còn. Thành ra con muỗi hành nó sống từ cái lúa quang và lúa chét, rồi nó ra qua bên cái lúa thường của mình. Thành ra vấn đề chúng ta tập trung mà gieo xạ thì nó đỡ hơn, tức là nó phân bố rất là đều. Có mật số thì nó sẽ một ruộng vài con gì đó, nó không quan trọng lắm. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy con muỗi hành mà nó đã tấn công rồi, bà con mà sử dụng sai thuốc, đặc biệt nhất là sử dụng những cái loại thuốc mà cái phổ tác động rộng đó, thì tôi thấy là nó tấn công rất dữ. Và bà con, cái nữa là bà con cứ lo trị cái con muỗi hành mà quên đi cái phân bón. Thì tôi thấy là khi mà chúng ta bón phân xuống là nó phục hồi lại, nó cho cái chồi mới. Còn chúng ta lo phun cái con muỗi hành nhưng mà cái chồi đó nó bị muỗi hành rồi, thì giờ phun nó đâu có hết được, nó vẫn là cái chồi đó bị. Thành ra mình muốn cho nó đẻ thêm cái chồi mới thì bà con mình thêm cái phần đạm vô một tí xíu để cho nó đẻ chồi thêm. Còn cái nữa là thêm cái canxi silic để cho cái, nếu mà có con ấu trùng đó, nó khó tấn công hơn. Và chúng ta thấy rằng là cái con muỗi hành thì nó sống coi sao, nó có khoảng 3 ngày thôi, 2 ngày rưỡi thôi, bình quân có 2 ngày rưỡi à. Thành ra khi mà bà con thấy con muỗi hành là nó đã muốn chết rồi, thành ra chúng ta đi mua cái thuốc về chúng ta phun là nó sai. Cái lúc đó con muỗi hành nó vô trong bẹ, cho vô trong cái chồi giữa hết trơn rồi. Thành ra tôi khuyên bà con không nên phun cái con muỗi hành. Đôi lúc bà con thấy cái con muỗi hành đó, bà con đặt cái bẫy, không biết ai hướng dẫn, đặt cái bẫy đèn và thấy muỗi hành vô trong đèn thì bà con mình cái vội vã đi phun. Rồi tôi nói là khi mà nó vô trong cái bẫy đèn đó, bà con thấy là con muỗi hành nó vô trong bẫy đèn là nó đẻ rồi. Nó đẻ rồi và có thể là trứng nó nở rồi nữa. Và như vậy là chúng ta cứ phun như thế là không hiệu quả.
Và khuyên bà con tôi nhắc lại, tức là nên bón thêm cái phân, đặc biệt nhất là cái phân lân. Qua cái nghiên cứu của ERI thì nó nói là tăng cái phân lân lên là mũi hành nó sẽ giảm. Còn nếu mà tăng cái phân đạm là cái mũi hành nó sẽ là tăng cái mật số nó cao hơn. Như vậy chúng ta muốn gì là phải vừa tăng đạm mà vừa tăng lân. Đấy, tăng lân lên thì hai cái này nó sẽ giảm cái tỷ lệ của cái con mũi hành. Dạ, xin cảm ơn bà con. Dạ, vậy giải pháp cơ bản là chúng ta xem lại cái giải pháp dinh dưỡng. Thưa tiến sĩ, nhưng mà như tiến sĩ vừa nói đó, bà con cũng thắc mắc là con đầy nâu thì di trú theo gió. Nhưng mà không biết con mũi hành nó di trú như thế nào, vậy thì nó có lây lan từ ruộng này sang ruộng khác không ạ? Đương nhiên rồi, cái con mũi hành nó bay, bà con mình thấy nó cũng lây lan từ cái ruộng quang đó. Dạ. Nó ra qua cái lúa thường của mình. Và khi mình phun mà sai đó, tụi tôi làm thí nghiệm đó, khi mà phun sai đó, thì con mũi hành nó thấy là hết thiên địch ở trong ruộng. Dạ. Và nó ở lại cái ruộng mà chúng ta phun thuốc đó, nó ở lại nó gây hại tiếp. Và ngay cả sau thu hoạch con mũi hành nó vẫn tấn công một đợt nữa. Còn nếu chúng ta quản lý cho nó tốt, tức là dùng những cái loại thuốc ít độc ngay từ đầu vụ đó, thí dụ như những cái chất mà sinh học đó, thì chúng ta thấy là nó sẽ giảm cái mật số, và như vậy là nó giữ được cái thiên địch ở trong đồng ruộng, thì cái con mũi hành nó sẽ di trú sang cái chỗ khác đó, và nó không ở cái ruộng mình nữa. Dạ. Và như vậy là rất hiệu quả. Dạ, xin dạ. Cảm ơn. Thì như anh Chiến nói là mình sử dụng cái thuốc sinh học đó, thì dạ. Tập đoàn nông có rất nhiều thuốc sinh học, mà cái loại mà phổ biến nhất là chính là Aradistatin á, thì nó có tên là Gongen hay là cái hết sâu cũng được. Dạ. Thì các bạn chúng ta lựa chọn nha, còn nếu mà chưa có sự lựa chọn thì liên hệ với Bích Thủy. Dạ. Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Chiến và trọng giám đốc Bích Thủy. Nhân nói đến cái thuốc hết sâu mà chị Bích Thủy vừa nói á, thì xin hỏi thạc sĩ Võ Văn Men. Thưa thạc sĩ, con sâu mà ăn lá lúc mà giai đoạn đầu vụ á, thì so với con sâu mà đục thân á, ở giai đoạn lúa làm đồng này á, thì nó có khác nhau hay không? Và cái giải pháp mà chúng ta phòng trừ sâu đục thân để bảo vệ đồng lúa ở giai đoạn này như thế nào? Cảm ơn Kim Nữ. Dạ. Thì phải nói là như vậy, cây lúa như Thủy nói nãy đó, cây lúa ở giai đoạn nào cũng quan trọng. Dạ. Thấy rằng cây lúa nó ở giai đoạn nào cũng quan trọng. Nhưng nó có một cái giai đoạn mà gọi là đền bù. Dạ. Mà có sự là đền bù. Đó. Là hay gọi là cái phục hồi. Dạ, giai đoạn đầu vụ. À, dạ. Thành ra là cái giai đoạn đầu thì tại sao người ta khuyến cáo, nhà phòng ta khuyến cáo là không nên phun thuốc ở giai đoạn 40 ngày sau khi xạ. Thì bởi vì ở giai đoạn này là một có những lý do vậy nè. Một là cái mật độ cái cây lúa nó còn thấp, mật độ thấp. Cho nên hai nữa là thiên địch nó có. Cái thứ ba nữa là cái điều kiện mà nó để mà nó tích lũy thì nó chưa có mật số cao. Cho nên là thí dụ như các đối tượng dịch hại ở khác nó đi tới đó thì có thiên địch ở tại chỗ thì nó sẽ tấn công thì nó làm giảm đi mật số. Cho nên nó không gây hại, mà mình trong cái ruộng lúa mà không phải là tuyệt nhiên là không có cái dịch hại. Dạ. Mà nó phải có sự cân bằng sinh thái đây, là giữa cái dịch hại và cái thiên địch. Dạ. Thành ra là ở giai đoạn này thì tôi thấy rằng nếu như ở giai đoạn mà đầu, giai đoạn còn mạ, giai đoạn để nhánh, thì những giai đoạn này là cái sức đền bù nó có. Dạ. Thí dụ như giờ bị sâu ăn sâu cuốn lá, hoặc là sâu đục thân, hay hoặc là những đối tượng thí dụ như sâu keo, sâu phao nhân dân. Đó, thì những giai đoạn này thì ở giai đoạn này thì cây có khả năng phục hồi được, nó bù trừ được. Còn nếu như mà qua giai đoạn mà đứng cái làm đồng rồi thì giai đoạn này coi như là kết thúc cái đẻ nhánh hữu hiệu rồi, thì giai đoạn này nếu như chúng ta quản lý mà dịch hại nó không tốt thì chắc chắn rằng nó sẽ ảnh hưởng đến số chậu trên một mét vuông sau này. Bởi vì nếu như tôi nói là thí dụ như sâu ăn lá, sâu cuốn lá, hoặc là cái bệnh trái bị đậu ung, hoặc là con sâu đục thân, thì thí dụ như là con sâu đục thân mà nó đục ở cái giai đoạn này nó không còn đẻ nhánh nữa, thì thí dụ như cái số nhánh ở trên một mét vuông vậy nó đã đủ rồi. Nhưng bây giờ sâu đục thân nó tấn công rất nhiều, cho nên cái số chồi trên một mét vuông nó sẽ giảm đi, mà giảm đi thì năng suất nó sẽ giảm. Cho nên ở giai đoạn này phải nói là chúng ta phải thường xuyên đi thăm đồng để thấy được cái dịch hại đó, để mà chúng ta có cái giải pháp phòng trừ kịp thời thì nó mới tránh là giảm cái năng suất. Còn nếu mà giai đoạn này mà chúng ta lơ là, chúng ta không có chú ý, không thăm đồng thường xuyên, để dịch hại nó tấn công vô nhiều rồi thì chắc chắn rằng là chúng ta tơ tả không kịp thì nó ảnh hưởng tới năng suất. Thì quay lại vấn đề ở giai đoạn này
thì có những cái đối tượng mà dịch hại tôi thấy rằng nó có rất là quan trọng, trong đó đặc biệt là cái con sâu đục thân. Dạ. Thì sâu đục thân thì những năm trước thì phải nói rất nhiều, nhưng sau đó cũng một thời gian thì rất ít, nhưng mấy năm trở lại đây thì lại là sâu đục thân lại là xuất hiện cũng rất là nhiều, rất nhiều. Cho nên qua cái vụ đông xuân này, và đặc biệt cái vụ đông xuân này, cái vụ lúa này thì phải nói là cái cây mạ đó, cái cây lúa non giờ nó có điều kiện dễ cho cái con này tấn công hơn. Cho nên về quản lý cái dịch hại này thì tôi đề nghị bà con có mấy vấn đề. Cái thứ nhất là bà con phải, bởi vì cái con mà sâu đục thân này là nó sẽ nằm ở trên cái tàn dư thực vật, cho nên là trước khi gieo xạ chúng ta phải làm đất rồi diệt cái mầm móng bệnh này cho nó tốt thì nó sẽ được phòng được cái con sâu đục thân. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải gieo xạ ở mật độ vừa phải xạ thưa. Cái thứ ba nữa là phải bảo tồn cái thiên địch này ở ngay đầu vụ. Nếu như chúng ta bảo tồn được thiên địch này ở đầu vụ thì sẽ hạn chế vấn đề con sâu đục thân nếu như có xuất hiện, thì nó hạn chế rất nhiều, thì nó sẽ không có bộc phát để mà nó gây hại. Cái vấn đề thứ tư là hết sức là quan trọng là cái chúng ta phải thường xuyên đi thăm đồng. Nếu như ở giai đoạn lúa làm đồng hoặc là trổ, về cái triệu chứng thì bà con biết rồi, cái con sâu đục thân thì lúc ở giai đoạn làm đồng trổ, khi mà nó đục lên cái cọng lúa thì chúng ta có thể nắm cái đọt lúa lên, rút lên được. Còn nếu mà nó tấn công ở giai đoạn lúa đang trổ thì nó làm cho cái bông lúa nó đứng, nó không vào chắc được đó. Thì đó chúng ta phân biệt. Mà cái giai đoạn này thì tôi thấy rằng là chúng ta đi thăm đồng không phải cái con sâu đục thân mà các đối tượng khác, bởi vì giai đoạn này như tôi nói là nó không còn đền bù nữa, mà chúng ta phải quản lý chặt, mà đặc biệt là ba bộ lá độc là chúng ta phải quản lý cho nó rất là tốt thì mới đáp được năng suất. Và cái thứ tư nữa là sau khi mà chúng ta dạy làm các cái giải pháp mà phòng ngừa nó cũng còn, thì chúng ta sẽ vừa sử dụng thuốc. Mà tôi thấy rằng nếu ở giai đoạn lúa trổ mà cái sâu đục thân tấn công mà 1 mét vuông chỉ dài 3 dặm thì chúng ta phải can thiệp bằng thuốc. Còn về cái mà để biết mà cái khi nào chúng ta quản lý cái con sâu đục thân này, thì cái bà con biết là cái con bướm mà hay chấm, sâu đục thân bướm hay chấm, thì khi mà xuất hiện ở trên đồng ruộng mà có con bướm này thì khoảng tuần sau thì chúng ta thấy 1 tuần hoặc là 7-8 ngày sau là có cái sâu non nó nở. Còn nếu như mà chúng ta muốn xác định được sâu non nở như nào thì chúng ta sau khi có bướm thì chúng ta ra đồng, chúng ta ngắt ô tứng về, chúng ta để vô cái keo rồi để vô miếng con gòn ẩm, chúng ta coi bao lâu thì nó sẽ nở, thì chúng ta biết rằng trên đồng ruộng là có cái đợt sâu đục thân non. Dạ. Để cho chúng ta có cái giải pháp quản lý. Dạ. Thì đó là một số cái ý kiến xin trao đổi bà con. Dạ, xin cảm ơn. Dạ. Và chủ yếu là chúng ta phải thăm đồng thường xuyên. Dạ. Và thật là chú ý quan sát cây lúa. Dạ. Xin cảm ơn thạc sĩ Võ Văn Men. Thưa bà con, rõ ràng là cây lúa ở giai đoạn đón đồng thì rất cần dinh dưỡng để nuôi đồng, để trổ bông. Nhưng mà trước khi mà cây lúa làm đồng thì bà con cũng đã bón một lần để gọi là bón đón đồng rồi. Nhưng mà khi mà cây lúa làm đồng rồi chuẩn bị trổ thì nó không có được xanh tốt, rồi nó không được đủ dinh dưỡng. Vậy thì xin hỏi Tổng Giám đốc Bích Thủy là bà con có thể là bón thúc thêm một lần thứ hai nữa hay không ạ? À? Và khi bón thì quan tâm như thế nào ạ? À? Thật sự ra câu hỏi này đối với Bích Thủy là hơi khó. Dạ. Nhưng mà Bích Thủy đã hỏi thầy rồi, thầy nói dạ. là mình tập trung bón một lần thôi. Dạ. Bón lần thứ hai thì nói chung là nó sẽ không có hiệu quả cao bằng lần thứ nhất. Dạ. Mà nói chung là mình tính được cái lượng bón lần đầu tiên đầu là mình sẽ đỡ được cái phần cái công nữa. Dạ. Do đó là chúng ta nên nghiên cứu và để mà bón đúng lúc và đúng liều lượng, giống như bên thuốc sâu gì đó. Dạ. Để khỏi mất cái công thì theo cái tôi nghĩ là không nên bón lần hai, nó tập trung lần đầu thôi, để cho cái lúa mình nó đúng cái thời điểm đó, nó cần cái chất đó, và nó mình cũng đỡ cái công mà bón lần, đúng không? Dạ. Còn ngoài ra nhớ đón đồng hay là cái lúc mà đẻ nhánh gì á thì cũng phun thêm cái cứng cây cho Bích Thủy đi, nói thiệt á. Dạ. Rẻ mà tốt lắm á. Vậy là cái phần cứng cây là phun phân qua lá. Qua lá đó. Rất dễ hấp thụ. Đúng rồi. Dạ. Giai đoạn giống như là đẻ nhánh này mình phun này nó cứng lắm. Rồi như vậy là nó đẻ nhánh hữu hiệu, nuôi cái nhánh mình mau cứng lên, mau tốt, thì cũng hạn chế được cái những cái con dịch hại mình nó chích vô, nó hút á, nó cứng mà. Dạ. Nhất là cái mũi hành hồi nãy thầy nói đó,
nãy định nói vô rồi mà chưa kịp nói, bây giờ nói luôn nè. Đó, xài cái cứng cây nè. Rồi ở giai đoạn cuối như Bích Thủy nói hồi nãy, nó cần kali, cần silic này kia đó, rồi cần canxi nữa, thì cái cứng cây mình có đủ ba cái chất đó, rồi nó không có làm ngã đổ nữa thì rất là tốt luôn, thiệt. Dạ. Cứng cây Bích Thủy nghiên cứu, hồi xưa Bích Thủy bán thuốc phân thuốc bảo vệ thực vật không à, không có đi sâu vô phân bón, bắt đầu mới thầy mới nói là cái bộ phân bón công ty đó là hay, bắt đầu thầy mới là nghiên cứu thực tế nha, thực tế để viết ra một cái quy trình cho bà con, thì Bích Thủy thấy nó hay ghê luôn á. Dạ. Nên bà con sử dụng nhưng cứng mà cây. Em thấy phân cứng cây hay nhất là phun qua lá, phun qua lá cây lúa hấp thụ nhanh, mấy kịp thời cung lắm. Cấp để cho mà cây lúa trổ đúng rồi, giai đoạn vào hạt. Dạ, xin cảm ơn tổng giám đốc Bích Thủy. Thưa bà con, chương trình Bạn Nhà Nông hôm nay với chủ đề là quản lý dịch hại giai đoạn lúa làm đồng. Chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi của bà con gửi về cho chương trình. Thưa bà con, trước hết thì chúng tôi sẽ mời tiến sĩ Hồ Văn Chiến trả lời câu hỏi của ông Trương Văn Chính ở Cà Mau. Ở Cà Mau là ông hỏi là lúa tôi đang ôm đồng nhưng tôi thấy xuất hiện bệnh khô dằn trên lá lúa. Vậy thì tôi cần phun thuốc hay là để bệnh tự hết? Dạ, mời tiến sĩ hướng dẫn. Dạ, anh Chính thân mến, thì cái bệnh khô dằn đó là do cái nấm nó từ đất, do cái nấm Rhizoctonia solani nó tấn công ở trên cái cây lúa vào cái lúc giai đoạn đồng cho tới trổ. Và nếu mà chúng ta phòng trị không kịp, thường thường là sao? Nó bị từng chòm thôi, nó không bao giờ nó bị hết ruộng hết. Cái bệnh khô dằn nó ngộ lắm, chứ chỗ nào mà lúa tốt thì nó làm khoảng bằng cái ni hoặc cái đệm gì đó. Nó từng chòm như thế mà nếu mà chúng ta để nó muộn rồi là cái cây lúa nó ngã, và khi nó ngã này nó cái cây lúa nó ngã là cái cây không, cái cây bị bệnh đó nó sẽ ngã lên cái cây không bị bệnh, và sau đó là cái bệnh nấm bệnh từ ở trên đầu nó sẽ bò ngược trở lại, như vậy là cây ruộng chúng ta ngã rạp xuống luôn. Và tôi khuyên bà con khi mà chúng ta giữ nước á, là để là trừ cái khô dằn, lý do là giữ nước là sao? Cái nấm bệnh nó trôi, cái hạt nấm nó trôi trong nước, thành ra chúng ta rút cái nước á, thì cái nấm bệnh nó ít có, cái hạt nấm nó ít có trôi tùm lum. Và do vậy chúng ta thấy nó ít bị bệnh. Và khi nó đã bị bệnh rồi thì khuyên bà con vẫn giữ y cái điều kiện có nước đó để chúng ta phun, chứ bà con đừng có rút nước liền. Tại vì rút nước này, cây lúa nó đang bị bệnh mà rút nước, yếu, nó ngã. Và như vậy là chúng ta cần phải phòng trị cái bệnh khô dằn đó. Thì thuốc bệnh trị bệnh khô dằn là rất dễ, nhưng mà khuyên bà con nên là chú ý cái ruộng là nó từ cái bẹ lá nó bò lên. Thành ra chúng ta thấy rất là dễ thấy, nó giống như gọi là áo nó, cái bộ đội mà rằn ri vậy đó. Thành ra chúng ta thấy dễ phát hiện, giờ chúng ta phòng trị hơi sớm chút xíu. Có nhiều thuốc dễ phòng trị lắm. Dạ, xin cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Hồ Văn Chiến. Thưa bà con, đối với lúa ở Cà Mau, như là tiến sĩ Chiến vừa trả lời, mà ở giai đoạn làm đồng và trổ thì chắc chắn là đã xuống giống ở đợt 1. Còn lúa của bà con ở Hậu Mỹ, Bắc Bê, Cái Bè thì xuống giống ở đợt 2, cho nên là bây giờ mới được có 15 ngày tuổi thôi. Chúng tôi nhận được câu hỏi của ông Trần Văn Non ở Cái Bè. Ông hỏi là lúa 15 ngày tuổi nhưng thấy có vẻ bị ngộ độc hữu cơ. Xin hỏi có thuốc gì xử lý nhanh hay không? Vì ông sợ để lâu thì cây lúa sẽ mất sức. Xin mời tổng giám đốc Bích Thủy. Có vẻ như ngộ độc hữu cơ. Dạ. Không biết là ảnh chẩn đoán như thế nào, chứ theo như Bích Thủy biết là ngộ độc hữu cơ thì cái bộ rễ của nó bị hư á. Thế là anh thử, đúng rồi, anh nhổ lên, sau đó là mình sẽ nghe cái mùi trong cái bộ rễ nó hơi hôi hôi. Thì đó mới chính xác là ngộ độc hữu cơ. Còn nếu nó hơi eo ột hay là chưa xác định được thì khả năng cũng chưa chắc là ngộ độc hữu cơ, mà nó sẽ là thiếu dinh dưỡng hay chúng ta sẽ bổ sung dinh dưỡng. Tuy nhiên anh nói rằng là có thể ngộ độc hữu cơ, thì Bích Thủy thấy là những cái lần mà thầy đi nói chuyện về cái chuyên đề ngộ độc hữu cơ đó, thì là Bích Thủy có đi theo và cũng có hướng dẫn bà con, nghĩ là để tránh cái ngộ độc hữu cơ thì chúng ta phải có thời gian dài để mà làm sạch ruộng. Nhưng mà bây giờ chúng ta lại không có thời gian nhiều cho chúng ta liên tục dụ á, thì Bích Thủy có hướng dẫn là bà con chúng ta ban ruộng qua bằng phẳng, rồi sau đó chúng ta là bón cái phân HKC hay Genki, thì cái đó là nó cải tạo đất rất là tốt, nó làm cho đất thông thoáng, thì vi sinh vật trong có lợi trong đất nó phát triển, thì nó cũng góp phần cho cái chuyện xử lý những cái tàn dư ở trong đất, thì không có làm ảnh hưởng đến cây trồng của mình. Tuy nhiên bây giờ thì nó đã 15 ngày rồi, thì bây giờ cái chuyện bón phân hữu cơ thì cũng vẫn còn có thể được, nhưng mà nó sẽ chậm. Nó chậm, do đó là Bích Thủy nghĩ đó là chúng ta là phải xử lý bằng cách là chúng ta tháo cái nước cũ ra cho nước mới vô, sau đó rồi bón rải phân á, phân xe vôi á, CaO, rồi chúng ta bổ sung thêm silic
với lại humic lên để cho bộ rễ nó phát triển. Thì silic thì có trong cái cứng cây của humic, thì Bích Thủy cũng có humic 150g trên lít. Thì cái này Bích Thủy nghĩ đó là anh phun rải cũng rất là tốt. Rồi khoảng chừng 1 tuần đến 10 ngày sau khi xử lý như vậy thì mình mới nhổ cái rễ lên. Nếu thực sự là nó bị hữu cơ thì cái bộ rễ cũ nó bị hư rồi, thì mình vừa làm những động tác đó giúp cho rễ mới nó phát triển lại. Thì khi đã phát triển lại vậy thì anh có thể bón phân một cách bình thường lại. Dạ thầy, thầy thấy em nói vậy đúng không hay thầy nói thêm? Dạ. Dạ. Chiến có bổ sung không ạ? À, được rồi. Dạ. Mùi Diễm. Dạ, chị xin cảm ơn Tổng Giám đốc Bích Thủy. Thưa bà con, tiếp theo chương trình chúng tôi sẽ mời thạc sĩ Võ Văn Men trả lời câu hỏi của ông Đỗ Văn Công ở Kiện Phước, Gò Công Đông. Ông nói là tôi thấy trên lá lúa có những cái vết sọc dài, sọc ngắn khác nhau, chạy dọc theo các gân lá. Mới đầu thì nó có màu xanh, sau đó chuyển sang màu nâu. Xin hỏi là những cái bệnh này thì tôi cần phải xử lý như thế nào và thuốc gì có thể phun được? À, kính chào ông Công. Thì qua cái ý cái câu hỏi của ông thì có mấy ý gì nè. Cái này thì ông không nói là lúa ở giai đoạn nào thì để xác định nó dễ hơn. Nhưng mà theo tôi thấy thì ở Gòn Đông nếu xạ cái đợt trước thì lúa nay chắc cũng trên tháng rồi. Cái đợt mà theo lịch khuyến cáo thì nay chắc trên tháng rồi, gần tháng, hơn tháng rồi. Thì qua đó thì cái triệu chứng mà ông ghi trong đây ấy, thì tôi nghĩ rằng đó là bệnh vàng lá chín sớm. Như cái đầu chương trình thì tôi cũng đã nói, hiện nay là cái bệnh vàng lá chín sớm nó bắt đầu nó xuất hiện trở lại rất nhiều, mà đặc biệt là nó ở trên cái giai đoạn lúa làm đồng và trổ trở đi thì cái lúa nó xuất hiện, ôi cái bệnh chín vàng lá chín sớm này thì xuất hiện là hơi nhiều. Bởi vì chúng ta thấy có mới đầu là trên cái lá đó thì có những chấm màu sũng nước, màu vàng lợt. Rồi sau đó những cái vết này nó lớn lên, nó lan ra, bắt đầu nó kéo dài lên theo cái chớp lá và nó để lại những cái màu vàng vàng cam. Nếu như bị nặng nữa thì nguyên một cái lá nó sẽ bị vàng và cháy. Cho nên như tôi đã nói chương trình thì nếu như ở giai đoạn mà lúa làm đồng mà bị hiện tượng này nặng thì chắc chắn rằng ảnh hưởng đến sức rất lớn. Còn nếu như mà chúng ta xác định lại đối với cái bệnh mà đậu ông lúa đó thì chúng ta phân biệt được quá rõ rồi. Thì cái vết chấm này nó hình mặt én. Nó phải có hình mặt én thì chúng ta xác định là đậu ông. Còn bệnh cháy bị lá thì nó xuất hiện là trên cái chớp lá, mới đầu nó khô và sau đó nó lan dần hai bên cái mép lá và nó lan dần bên trong. Đó thì cái bệnh đó là bệnh cháy bị lá. Cho nên chúng ta phải xác định, nhưng qua cái triệu chứng này tôi nghĩ rằng bệnh vàng lá chín sớm. Thì để trị được cái bệnh vàng lá chín sớm này ở giai đoạn này thì chúng ta không còn cái giải pháp là chúng ta phòng nữa. Mà chúng ta phải xác định được cái mật số, cái mức độ bệnh nó có nhiều hay không, nhiều ít. Nếu như mà nó thấy rằng trên một mét vuông nó khá nhiều á, thì chúng ta sẽ sử dụng cái thuốc. Thì hiện nay thì qua trao đổi với Bích Thủy thì hiện nay trên thị trường thì cũng rất là nhiều cái loại thuốc để trị bệnh vàng lá chín sớm này. Nhưng mà về phía công ty An Nông thì cũng có cái thuốc là Vantino. Vantino thì nó có ba hoạt chất. Một là Tisidazone là cái hoạt chất này là chuyên trị cho cái đậu ông lúa. Cái hai nữa Butaconazole và cái thứ ba nữa là Hexaconazole. Thì ba hoạt chất này là rất mạnh và chúng ta sẽ phun lên cái bệnh này, mà không những cái bệnh này, bệnh khô vằn và cháy bị lá, cháy lá thì cũng rất có hiệu quả. Thì đó là một số ý kiến xin trao đổi ông, chúc ông thành công. Xin cảm ơn ông. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cho bổ sung thêm cái ý nữa, tức là anh Men nói nhiều tác nhân rồi đó, thì bà con mình biết, tức là cái vàng lá chín sớm mà nó kéo thẳng lên nha mà. Lúc đầu thì nó có một chớm, một đốm thôi. Sau đó các cái đốm đó nó sẽ vàng lá và nó kéo thẳng lên. Còn một cái trường hợp nữa, tức là do cái vi khuẩn sọc trong thì nó cũng cháy, nó cũng chạy theo, nó cũng vàng. Bà con mình đưa lên ánh nắng thì thấy rất rõ, tại vì cái lúc này là nó chứa nước. Thành ra nó cũng, cái lá nó cũng vàng, nhưng mà nhiều sọc nó song song lẫn nhau. Nó song song với cái phiến lá, cái sóng lá. Thì bà con mình thấy nếu mà có nhiều cái sọc mà nó gọi là nó trong vắt, nó mà nó nhũng nước là coi chừng vi khuẩn sọc trong, thì bà con mình sử dụng cái thuốc vi khuẩn được. Dạ, xin cảm ơn. Vậy là cũng có thể là bệnh sọc trong trên lá lúa. Dạ. Tiến sĩ Hồ Chiến thì vừa bổ sung cho thạc sĩ Võ Văn Men, thì sau đây chúng tôi sẽ mời Tổng Giám đốc Bích Thủy bổ sung cho câu hỏi của ông Trương Văn Chính ở Cà Mau. Lúc nãy thì tiến sĩ Hồ Văn Chiến đã nói về cái kỹ thuật canh tác rồi,
mời chị hãy hướng dẫn bà con cái thuốc để bà con phòng bệnh khô dần. Hết hồn, nói thuốc thì được, tưởng đâu nói chị bổ sung kỹ thuật cho thầy chắc mình rớt quá. Thì bổ sung cái thuốc cho cái khô vằn á, thì Bích Thủy nghĩ là cái loại này nó dễ trị lắm, chúng ta có thể trị một cái loại thuốc rất là rẻ tiền á, gốc là Validamycin á, thì công ty có tên là Alicin, hoặc là chúng ta sử dụng cái Hexaconazole, tức như là Anovin á. Nhưng mà Bích Thủy nghĩ ở giai đoạn đón đồng này là chắc chắn là ruộng anh phải xịt phòng đạo ôn, rồi phòng phòng đậu ôm, rồi phòng lem lép hạt á, không biết anh sử dụng loại nào, chứ nếu như anh sử dụng tin Italy Super của công ty hoặc là Myfator thì anh không cần phải xử lý cái bệnh khô vằn gì, không bao giờ nó xuất hiện. Do là cái hai cái loại đó nó trị rất nhiều loại nấm bệnh rồi, do đó mai mốt sử dụng tin Italy Super của công ty nha, không không sợ bị bệnh này nữa, vì nó xử lý được rất nhiều loại nấm. Dạ, vậy là một cái câu trả lời trọn vẹn cho ông chính ở Cà Mau. Không có là em đi Cà Mau rồi. Đã ưu tiên diễn giả trả lời rất là chi tiết. Xin cảm ơn tiến sĩ Chiến cũng như là tổng giám đốc Bích Thủy. Tiếp theo chương trình thì chúng tôi cũng mời hai quý diễn giả là tiến sĩ Chiến với tổng giám đốc Bích Thủy trả lời câu hỏi chung của ông Thái Văn Bãi ở Tân Hội Đông Tân Phước. Ông nói là vụ rồi tôi trồng ớt, vụ đông xuân này tôi ban ra tôi xả lúa, nhưng mà các luống rẫy của vụ trồng ớt á, thì nó thấy nó tốt hơn. Vậy xin hỏi làm sao để cho cái lúa trên toàn ruộng phát triển đồng đều, và cái ngộ độc phèn thì xử lý như thế nào? Đất trồng ớt bây giờ trồng lúa tốt hơn là đất bình thường. Dạ, có nghĩa là những cái luống dạ anh nói trước anh Chiến rồi. Thì anh Bảy thân mến, thì một là cái đất trồng lúa mà ban ra, cái đất trồng màu mà chúng ta đất trồng lúa trước rồi sau đó chúng ta trồng màu chúng ta ban ra thì đương nhiên là nó sẽ bị sọc anh. Nó theo những cái clip chúng ta trồng đó thì cái chỗ đó là cái đất nó thật là tốt. Đó, thành ra chúng ta thấy có chỗ là nó xanh mướt, có chỗ nó hơi thiếu phân chút. Và thường thường người ta phun thuốc là phun thuốc chủ yếu nhất là trị cho các cái loại bệnh, thí dụ như bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn. Rồi, bây giờ cái phân bón đó, là chúng ta sẽ coi là chúng ta bón cái đạm đó, chúng ta chừa lại cái clip nào mà nó tốt quá. Chúng ta chỉ cần kali và lân thôi, thì chúng ta thấy là cái chỗ đó thì nó dễ hơn. Và nếu mà anh nói là bị ngộ độc hữu cơ nữa là tại vì anh vùi vô cái chất mà cái cây trồng mà trong cái bờ clip mà anh ban ra, thí dụ như cà chua hay hoặc hành hẹ gì đó, thì cái chỗ đó nó còn lại cái tàn dư của thực vật, thành ra nó bị ngộ độc hữu cơ. Thì ngộ độc hữu cơ thì Bích Thủy sẽ nói thêm về cái ngăn ngừa bị ngộ độc hữu cơ. Dạ, xin cảm ơn anh. Dạ, ở đây là anh hỏi anh bị phèn thầy. Thì phèn bữa hôm trước thì phèn mình cũng có đó câu hướng dẫn bà con đó, nếu ví dụ mà ngăn chặn phèn với mặn á. Thì mình có thể là từ đầu á là mình xài cái 2KC đó, tại vì nó phèn là pH nó thấp thì cái 2KC nó có pH 8 cũng rất là tốt. Còn không nữa thì anh có thể sử dụng là cái macrophos á, vì trước đây đến giờ là cái thủy thường hay hướng dẫn sử dụng cái macrophos để xử lý phèn. Nhưng mà bây giờ thì Bích Thủy nghĩ rằng là anh nên sử dụng, nếu mà đã bị rồi á mà bây giờ không còn bón 2KC kịp trong cái giai đoạn làm đất nữa thì anh sử dụng là cái vaccinolide đó, cái Pasteuric, nó ngăn chặn cái tác nhân gây hại cho cái lúa. Do đó là nó có thể ngăn chặn được mặn và phèn luôn á. Thì tôi nghĩ là cũng sẽ rất là hữu hiệu ạ. Anh xài thử đi nha. Dạ, xin cảm ơn hai diễn giả đã xong kiến học bích để có phần trả lời rất là hay. Còn ít phút còn lại của chương trình thì chúng tôi sẽ mời thạc sĩ Võ Văn Men trả lời của ông trả lời câu hỏi cho ông Trần Văn Thông ở Lấp Giò, Đồng Tháp. Dạ, ông hỏi là có cách nào làm cho đồng đồng lúa to không? Có bón tăng cường chất gì để lúa có đồng đồng to hay không ạ? Xin mời đại sĩ. Cái này cảm ơn phụ nữ. Dạ. Kính chào ông Thông. Thăng. Thông hả? Dạ, ở Lấp Giò, Đồng Tháp ạ. Thì qua cái ý ông hỏi này thì tôi xin trao đổi với ông vậy nè. Bây giờ là thông thường là chúng ta làm ruộng trên cái vụ lúa. Cho nên là nếu như chúng ta bón phân ở điều ở các giai đoạn đó, mà đặc biệt là chúng ta kiểm tra lại cái cây lúa mà có bộ rễ nó có bị hư hay không. Nếu bộ rễ tốt thì chắc chắn rằng là chúng ta bón với cái lượng phân đó thì chắc chắn rằng là cái đồng lúa là cho năng suất sau này là đạt kết quả. Không cần phải bón thêm. Dạ. Nếu mà chúng ta bón thêm thì nó làm tăng chi phí. Dạ.
Xin cảm ơn thạc sĩ Võ Văn Men. Thưa bà con, chương trình của chúng tôi hôm nay là quản lý dịch hại trên lúa làm đồng, là một cái giai đoạn quan trọng cho nên là chúng tôi nhận được nhiều sự quan tâm của bà con. Nhưng mà vì thời gian có hạn cho nên là chúng tôi xin tạm dừng chương trình tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn bà con đã quan tâm gửi câu hỏi cho chương trình. Và thưa bà con, thì trong chương trình tiếp theo thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bà con giải pháp là chăm sóc lúa trổ, cũng như là làm thế nào để cho lúa vô hạt tốt, rồi vàng sáng chắc cho năng suất cao. Mời bà con quan tâm đón theo dõi. Còn bây giờ xin cảm ơn quý diễn giả đã nhận lời tham gia chương trình và xin cảm ơn tập đoàn An Nông đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.